Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mai Mít Ước. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe. Hôm nay em sẽ làm món trứng chiên nấm kim châm. Nấm kim châm không chỉ có thể dùng để nhúng lẩu, sốt cay, chiên xù mà còn có thể kết hợp cùng trứng để làm ra món trứng chiên nấm kim châm siêu đơn giản, ngon miệng, lại vô cùng nhanh gọn, rất phù hợp cho những ngày bận rộn. Xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng vào bếp với em. Nguyên liệu gồm có là nấm kim châm, hành lá, cà rốt và 4 quả trứng, nước mắm, bột ngọt, tiêu, đường. Xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng sơ chế nguyên liệu với em. Đầu tiên thì em sẽ lấy một cái thau nước, sau đó em sẽ cho vào một ít muối. Khi đã cho nước vào muối rồi thì mình sẽ cắt nấm kim châm nhỏ ra như vậy nè. Sau đó mình sẽ ngâm với nước muối loãng khoảng 3 phút để loại bỏ các tạp chất. Thời gian chờ nấm kim châm ngâm trong nước muối loãng thì lúc này em sẽ đi vào cái củ cà rốt. Khi bào củ cà rốt xong rồi thì em sẽ dùng cái bào nhỏ, em sẽ bào cà rốt thành từng sợi như vậy. Sau đó em sẽ đem băm nhuyễn. Khi đã băm nhuyễn cà rốt rồi thì em sẽ cho vào cái dĩa. Tiếp tục em sẽ đi cắt hành lá. Khi đã cắt hành lá xong rồi thì em sẽ đặt một vài tép tỏi và băm một vài củ hành tím nhỏ. Em sẽ cho vào một cái chén. Lúc này quay qua thì cái nấm kim châm em đã ngâm được 3 phút rồi thì em sẽ vớt ra tô. Sau đó em sẽ rửa lại một lần nữa với nước sạch. Lúc này em sẽ dùng một cái tô, sau đó em sẽ đặt 4 quả trứng vào.
khi đã đặt trứng vào rồi thì em sẽ cho phần nấm kim châm lúc nãy vào, cà rốt, hành lá, và em sẽ nêm vào đây một ít đường, 1/2 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng tiêu và 1/2 muỗng nước mắm, thì em sẽ trộn đều lên. Lúc này em sẽ bắt một cái chảo lên bếp, chờ đến khi chảo nóng thì em sẽ cho dầu ăn vào. Khi mà đã cho dầu ăn vào, dầu ăn nóng rồi thì em sẽ cho hành tím và tỏi vào phi thơm. Khi đã phi thơm hành tím và tỏi rồi thì lúc này em sẽ cho cái phần trứng lúc nãy và nấm kim châm vào. Và em dùng cái sảng, em sẽ dàn đều ra khắp mặt chảo. Sau đó em sẽ đậy nắp lại và dặn lửa từ từ để cho nấm và trứng chín đều. Khi nấm và trứng đã chín đều rồi thì em sẽ cho lên mặt trứng một ít tiêu. Và em sẽ nhấc xuống, em sẽ bày ra mâm. Lúc này trứng chiên đã hoàn thành rồi thì em sẽ đổ qua một cái mâm. Trứng chiên vàng ươm, thơm lừng. Khi ăn có thể rưới lên một ít nước tương ớt. Ăn cùng với cơm trắng, vị mặn mặn cay cay, với vị trứng béo béo và nấm dai dai, rất là bắt cơm. Món ăn này người lớn hay trẻ em đều rất là ưa thích luôn đó nha. Những đứa trẻ nhà mình không chịu ăn rau và nấm thì mình hãy làm theo cách này, những đứa trẻ sẽ ăn và mê tít luôn. Trứng và nấm đều là hai nguyên liệu vô cùng bổ dưỡng, kết hợp lại với nhau tạo ra hương vị ngon khó cưỡng. Với ngày nào bận rộn thì bạn hãy làm ngay cái món này cho gia đình mình nhé. Xin mời quý ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức món trứng chiên nấm kim châm với em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Bye bye.